cái túi ra cả nhà. Được mấy? Hết giờ rồi, như đây là ăn được rồi cả nhà. Bán nè. Cái đó trời ơi, bên cái dưới kia cũng dính con chiều đùi với con cũng đá. Nó cũng hiếm rồi, hiếm này. Con này nuôi kiểu nuôi nhìn kìa, nuôi đá thì cũng bự hơn. Đá gì đâu nè, khỏe lắm, cái nhà to lắm. Bự hai chiều đùi, hai con cua chạy dưới quá trời luôn kìa chú anh chị, quá trời cá luôn. Ôi ôi, cái nhà thấy không, trời trời nó chạy kìa cái nhà. Ai con chờ đòi à. Bữa cái lời này dính con cái tre. Có con vây xanh, có con vây đỏ nữa. Con này vây đỏ nữa. Đẹp. Thăm được nửa luôn. Có gì chúng ta coi cẩn thận nha. Có con cá trắng nè. Cái không bự. Vậy là hai con cá đó chạy mất tiêu ha. Ở đây nó bị chết. May lại sao cả nha. May lại cho mình bữa hai dân cháu kiếm được thấy à. Chứ mình về mình xử lý sao, xử lý cả lời kia luôn, mình đặt luôn. Đây nè, cua đá nè cả nhà. Ôi ôi, 46 con cua đá. Rồi bắt cua đá. Rồi, đã luôn. Như sữa sữa ha, như cua sữa. Chưa phong. Đây, cá chèo đồi, nãy dính chèo đồi không mà cái nhà. Nãy dính chèo. Ồ, con nó bự kìa. Mình đá chưa? Trời, con này bự. Này bao ngọt luôn. Đã gặp chắc nó ngọt đi trễ quá rồi, hai vợ cháu đi trễ tao mới nay lên sốt không đi được, nay đi mới cua được nhiều ta, cua này cua được không mời cả nhà, cua cá để đấy luôn ha, để con cá đây luôn cả nhà, có cua vô mình lụm miếng này không sao, không cái này quá hơn miếng vô à, cầm cua này dạ dạ dạ. Sợi dính hài đặc biệt đó. Cũng được. Cũng được cái nhà ơi. Rồi. Cá trên suối như đây là cái lóc trên này là được. Cái đường nó ngắn rồi chạy ra cái nhà. Ôi ôi, còn nhanh. Mình chụp được. Xíu nữa bị cô chú chửi rồi, con cá bắt cũng không xong. Em ha, chỗ đó em ha. Có không đây? Dũ nó ra đừng cầm nó. Cóc này cũng độc lắm á cái nhà. Sao ra dưới nước? À, nó ra từ cái lỗ đó luôn á. Hay quá. Đồ thành quả bữa nay của hai dương cháu ra cho cả nhà xem. Trời ơi, cua đá nhiều cả nhà. Cũng được hai viên cháu hấp số cua này với lại nướng mấy con cá này, chừa lại đặt lại sau cả nhà. Cá vô nó phá hư này nè, dạ luôn đem luôn. Đây nãy giờ hai viên cháu cũng hấp xong mất. Rồi, nhìn con cua nó vàng, hai viên cháu để trên cái nắp nồi luôn. Đừng lấy tài bắp luôn nha cả nhà. Chắc gần chục con cua đá cả nhà. Giờ trời ơi, gặp nó nè cả nhà. Quá trời rồi, chị cũng giờ rất là ngon rồi. Méo quần ngắm thật, quần theo thay luôn nè. Đại sốt là không có được này, ngọt lắm cái nhà. Nay luôn ăn không nghe ngọt mấy nè. Úi giời, cứng quá. Trời ơi, cứng.
cả nhà nó đi. Trong rừng đặc nó cũng không giống như ở ngoài đâu, cá chiều độ nó hay đi, còn nó còn cá lồng, con cá lóc cho nó khỏe đi luôn. Ăn không nghe ngon mấy cái này, cái miệng nó đắng quá. Cá này ngon lắm. Ngày hôm nay ngày thứ năm luôn rồi. Nha. Ừ. 5 ngày rồi cả nhà, không biết nó dính ngày nào nữa, nhưng mà dính 5 ngày. Ráng đi, đi giờ nghe yếu chiều à. Ra thường xuyên được, ra bên đây thường xuyên được. Đại được. Quăng xuống nước cho cua cho cá ăn rồi nè. Con này thịt nó dở hơn con này, gạch nó nhiều. Gạch nhiều, con này gạch nhiều lắm rồi. Nó thơm lắm cho nên mình thì phải ăn cua. Cua này đâu phải lúc nào không có ăn, con này nó khỏe lắm. Chú anh chị nữa ha. Ở hang đá này. Vừa hít mũi vừa ăn như cả nhà. Đang sốt nữa. Thơm béo. Đây ăn miếng cua nữa cả nhà. Ở dưỡng ăn của mày đi. Ăn đi, ăn đi. Đã rồi. Cái chiều đồ này thì nó không to mấy nha cả nhà. Size nó nhỏ. Khoái khẩu là luôn, nhai sạch mấy cái càng này luôn. Này thì cái gia tâm cũng không có gì cả nhà, nước nó rút hết rồi. Hẹn cả nhà ở những video sau nha. Xin chào cả nhà nha. Cái ba này.